Tiếp tục với lại cái series về cái môi bóng vẩy thì video này Hòa sẽ chia sẻ cho các bạn đó là một cái kinh nghiệm chúng ta sẽ chăm sóc những cái bệnh viêm môi bóng vẩy sau phun này tại nhà như thế nào nhé. Và trước khi vào nội dung chính, Hòa giới thiệu qua một chút. Hòa là chuyên gia đào tạo phun xăm thẩm mỹ và hiện Hòa là chủ của thương hiệu Hòa Beauty Academy có cơ sở tại Hà Nội và Bắc Giang. Bên Hòa chuyên nhận các loại môi bị bệnh cũng như là bị lỗi hỏng từ nơi khác. Và bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chính. Hầu hết những cái bạn mà bị viêm môi bóng vẩy, chúng ta đang được chăm sóc môi một cách cực kỳ sai lầm tại nhà. Tại sao họ lại nói như vậy? Bởi vì hầu hết 95% các bạn mà đã từng bị viêm môi bóng vẩy mà bên Hòa chữa ấy, các bạn đều nói rằng là các bạn để ra hiệu thuốc, người ta tư vấn rằng là các bạn sẽ mua Alpha-Tray để ngậm này, mua các kháng sinh của môi để uống này, tiếp theo thì lại có thể là bôi Acyclovir lên này, hay là bôi Tetracycline 1% lên này, hoặc nữa là chúng ta dùng muối sinh lý để rửa hàng ngày. Có đúng không ạ? Có ai đang bị như vậy không ạ? Và đó là cái cách chăm sóc môi sai lầm đối với các bệnh viêm môi bóng vẩy này nha. Vậy chăm sóc môi như thế nào là đúng? Thì trước tiên Hòa sẽ cần cho các bạn biết là phải kiêng cái gì đã. Vì chúng ta muốn khỏi được cái bệnh này thì đầu tiên chúng ta phải kiêng tốt, ăn uống tốt và bổ sung chất tốt. Và ngoài ra là phải dùng thuốc đúng nữa. Thì chúng ta sẽ đi vào từng bước một. Đầu tiên về kiêng thì chúng ta sẽ kiêng cho Hòa đồ cay nóng, kiêng cho Hòa đồ tanh và kiêng cho Hòa thức khuya. Các bạn cố gắng ngủ sớm nha, vì rất nhiều bạn thức khuya thì sẽ cái tình trạng bệnh sẽ lâu khỏi hơn đấy ạ. Và cái thứ hai sau kiêng, còn một cái kiêng nữa, đó là đối với những bạn nam đi khử thâm môi về mà bị cái tình trạng viêm môi bóng vẩy này, thì chúng ta lưu ý cho Hòa rằng chúng ta kiêng cho Hòa bia rượu nữa nhé. Đó, bây giờ tiếp đến là chúng ta sẽ cần bổ sung gì này. Đó là chúng ta thay vì ra hiệu thuốc mua những cái sai lầm như vừa nãy thì chúng ta sẽ mua cho Hòa là vitamin E. Cái này có thể nuôi dưỡng tốt da từ bên trong. Đó. Và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ mua cho Hòa vitamin C đối với những bạn không đau bao tử. Còn với những bạn mà đau bao tử thì chúng ta sẽ ăn uống Hòa nhiều cái thành phần vitamin C từ rau củ quả. Đó. Hơn thế nữa là chúng ta sẽ uống cho Hòa thật nhiều nước. Và những bạn mà tầm đang cái tuổi tiền mãn kinh ấy thì chúng ta có thể bổ sung cho Hòa thêm đó là những cái nội tiết tố nữ, thì nó cũng sẽ tốt hơn nhiều cho cơ thể của chúng ta. Bởi vì cái hormone của chúng ta cũng đang thay đổi nữa, thì cái tình trạng bệnh nó sẽ lâu khỏi hơn với những người bình thường khác. Đó. Thì sau kiêng rồi thì chúng ta bổ sung rồi, thì giờ chúng ta sẽ cần dùng như thế nào? Thì đối với những bạn tình trạng bị nhẹ, ví dụ như là chỉ bong tróc môi thôi, và rất là nhẹ, rất là mỏng, chưa có vấn đề gì, thì chúng ta có thể sử dụng một dòng dưỡng chuyên dụng. Cái dòng dưỡng này các bạn bôi tốt và kiêng tốt những thứ Hòa vừa nói ở trên là các bạn có thể khỏi. Và khỏi hoàn toàn rất là nhiều luôn. Có nghĩa là cái tỷ lệ khỏi cực kỳ cao luôn với những bạn bị nhẹ. Còn đối với những bạn bị nặng hơn, ví dụ như là đã bong tróc rồi này, xong lại chuyển sang đau rát rồi này, và có những cái tình trạng ví dụ như là kích ứng mực ấy, là còn nổi mụn li ti, ngứa hoặc không ngứa rất là nhiều này, hay là chảy mủ, chảy dịch này, hay là những cái vẩy đóng rất là dày, thì đối với những bạn này thì thật sự là các bạn phải điều trị. Các bạn có thể dùng như cái cách Hòa vừa nói để xem có khỏi không. Các bạn có thể thử một tháng đi xem là có khỏi không. Nếu như không khỏi có thể inbox trực tiếp cho Hòa luôn. Đó, và Hòa, tại vì mỗi một cái tình trạng bệnh, mỗi một cái tình trạng ở trên môi của các bạn, nó sẽ có một cái cách điều trị khác nhau, cái cách chăm sóc khác nhau. Đó, thì tốt nhất là các bạn có thể chụp cái môi của các bạn gửi vào Zalo cho Hòa hoặc gửi bằng Facebook cho Hòa, để Hòa có thể, hoặc là comment xuống dưới video này luôn, để Hòa có thể tư vấn trực tiếp cho từng trường hợp thì nó sẽ dễ hơn ạ. Thì bên Hòa thì cũng đã chữa rất nhiều các ca viêm môi bóng vẩy khỏi từ nhẹ đến nặng, rất nhiều luôn ạ. Thì các bạn có thể xem rất là nhiều feedback trên YouTube này luôn, có nhiều bài Hòa đăng đấy ạ. Và nếu như mà các bạn còn cần tư vấn gì thêm hay là cần hỏi kỹ hơn về cái căn bệnh này, các bạn cũng có thể comment xuống dưới video nhé. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video này. Hy vọng cái video này có thể giúp ích được cho các bạn đang bị viêm môi bóng vẩy, cái cách chăm sóc đúng cách tại nhà được tốt hơn, được nhanh khỏi hơn. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn.